Trần Thanh Tài. Em vào xem thằng Trần Thanh Tài là thằng nào, nó ở đâu. Đây. Để đầu xuân năm mới cho cả nhà nó chết con mẹ nó đi. Con mẹ phải thằng ngứa đẹp. Bịt mẹ chính thức là đang rất chi là nóng mắt đầu xuân năm mới. Nói to bảnh không nói to, buồn nói to đây mà. Thằng này nó lại bình luận đấy cơ này. Giữ độc cái bình luận này, xem là xem tất cả bạn bè của nó để điều tra con chó này luôn. Con Trần Thanh Tài nhá. Bảnh công bố luôn nhá, hôm nay là mùng 3 Tết nhá. Bảnh công bố với 3.000 người đang xem cái livestream này của Bảnh nhá. Cái thằng Trần Thanh Tài này nhá, lo tất cả từ lãn giờ không biết bao nhiêu nghìn bình luận rồi. Như có đúng một cái bình luận của thằng Trần Thanh Tài này này, Bảnh công bố với mọi người luôn, Bảnh hứa với mọi người luôn là địt mẹ con Trần Thanh Tài này nhá, địt mẹ mày, vào tìm link nó, tìm hết bạn bè của nó, địt mẹ mày, lộc ra bằng được con Trần Thanh Tài này, nhà nó đâu, địt mẹ mày, Bảnh đánh cả nhà mày, địt con mẹ mày, Bảnh nói sai Bảnh chết luôn nhá, địt mẹ mày nhá. Đầu xuân năm mới mày dám vào livestream mày nói câu địt mẹ mày, xúc phạm một con chó này. Trần Thanh Tài này, tìm luôn tìm luôn cả bạn bè của nó, giữ luôn cái bình luận này lại, địt mẹ là con chó này. Đây Trần Thanh Tài này, nó này, nó viết bình luận lên này, nhìn tóc anh như cái lồn ý, trẻ trâu vãi cả lồn này. Còn Trần Thanh Tài này, địt mẹ mày, đọc câu nói này bụng vào này vỡ mồm luôn, địt mẹ mày, đọc câu nói này. Có một video luôn cho mọi người xem, con chó này phải quỳ xin lỗi Bảnh luôn, địt mẹ mày. Nóng mắt thật đấy. Xem nó là con nào, Trần Thanh Tài. Đây tìm luôn. Địt mẹ. Bảnh nhá, Bảnh bị ốm nhá, Bảnh mệt nhá, từ hôm giao thừa là từ tối hôm giao thừa giờ Bảnh vẫn đang ngồi chỗ này luôn, Bảnh chưa đi ra ngoài đường luôn, mệt là mệt luôn. Thế mà bây giờ là cuối ngày mùng 3, gọi là Tết nó chỉ có 3 ngày, ngày 1, mùng 2, mùng 3 thôi. Còn từ ngày mùng 4 là bắt đầu là đi các hội hè rồi. Thì là đây. Thì là đến cuối ngày hôm nay là ngày cuối ngày Tết rồi, các Bảnh phải lên trên này để chúc tất cả anh em trên cộng đồng mạng những lời chúc Tết. Chúc anh em làm mới an khang thịnh vượng, những cái lời chúc hay. Tất cả anh em ở đây đều rất chi là quý mến Bảnh và ngồi xem Bảnh livestream luôn. Mà cái con Trần Thanh Tài nó mẹ nó nói câu này. Đây là 2.000 người theo dõi này. Đây Trần Thanh Tài này mọi người. Nhá. Trần Thanh Tài nhá. Khá Bảnh không phải như là đi mẹ con Trần Thanh Tài nhá. Nếu mà ngoan ngoãn nhá thì tí nữa gọi điện vào số điện thoại trên fanpage của Bảnh xin lỗi Bảnh nhá, chứ không thì Bảnh nói là Bảnh làm nhá, nhưng cá Bảnh không phải dạng vừa đâu nhá. Chẳng qua là Bảnh vui với mọi người thì là vui với mọi người, còn bản chất của Bảnh không phải dạng vừa đâu nhá. Còn địt mẹ mày không gọi điện xin lỗi anh Khá nhá, địt mẹ đầu xuân năm mới mày bình luận mất dạy nhá, bố đánh cả nhà mày luôn, địt mẹ mày nói sai bố mày chết luôn, bố mày không cho mày lên mạng clip lên mạng, địt mẹ mày làm bố mày đánh mày, mày quỳ xuống xin bố mày bé tí mày luôn. Con Trần Thanh Tài nhá, địt mẹ ba tiết để bố mày lóng mắt đã, địt con mẹ nó mà địt mẹ mày nhìn mày bảo nhìn tóc anh như lông lồn, địt con chó chết này, địt con mẹ mày, giết chết con mẹ mày nhá. Xin phép tất cả mọi người nhá, từ lãn giờ Bảnh cứ để cái bình luận của con Trần Thanh Tài ở trên màn hình suốt, cho nên là mọi người bình luận là Bảnh lãn giờ Bảnh chưa đọc được, xin phép mọi người nhá, thông cảm mọi người nhá. Đầu xuân năm mới anh em mình lên trên này anh em đi à, địt mẹ. Số điện thoại đó là 0945674300. Địt mẹ à mày, bố mày cho mày cơ hội gọi lại cho bố mày, mày bất cứ mày là một thằng chó nào luôn, địt con mẹ à mày, bất cứ là một thằng nào luôn ở địt mẹ ở xã hội này luôn, bố mày giết mày luôn, địt mẹ à mày, mày biết anh Khá Bảnh là ai luôn. Không phải bình thường như những cái live stream khác của anh Bảnh nên live stream vui vẻ với mọi người thì có những cái nhìn cái bình luận thôi, đa phần những mọi người vào xem Bảnh đây đều là những người rất chi là quý mến Bảnh thì là mới vào xem Bảnh live stream đúng không? Nhưng đúng một cái có những người mà nó chọc những cái câu không hay vào thì những ngày bình thường không sao, như đến ngày mùng 3 Tết. Ồ chào các em nhé. Hay em ngủ quá say à, giờ mới dậy à? Anh ốm à, anh ốm mệt thật sợ. Ở đây mùng 3 Tết Bảnh nên Bảnh chúc Tết mọi người, Bảnh ốm mày, Bảnh nói to, Bảnh không nói được đây mà nó lại xúc phạm, chết con mẹ à mày luôn. Thực chất, tố chất của Bảnh là con người như nào? Bây giờ Bảnh
lên mạng với mọi người Bảnh như này thôi, chứ còn ngoài đời mọi người nghe tên tên Bảnh bình thường, Bảnh không cần lên mạng ngoài đời mọi người phải biết Bảnh luôn chứ còn gì luôn. Có xe máy không này? Này, có xe máy luôn. Đây này, đồ. Đây là ba gì nhỉ? Đây là ba gì nhỉ? Stara. Ba Stara. Đây này mọi người này. Đây này. Đây cho mọi người xem mặt thằng này. Thằng gì Tài nhỉ? Trần Thanh Tài. Đấy. Mọi người ai biết Tài ở đâu hay gì ấy, gọi điện cho Bảnh bảo Bảnh. Còn đi mẹ cái thằng này nhá. Địt mẹ đầu xuân đâu mới đọc một câu xúc phạm rồi. Địt mẹ mày, có một video cho mọi người xem luôn. Địt mẹ mày, Bảnh hứa Bảnh nói sai Bảnh chặt đầu mày đi. Riêng các Bảnh nói sai chặt đầu các Bảnh đi. Địt mẹ xem sức mạnh của các Bảnh như nào luôn. Số điện thoại này 0945 này 674 30 này. Hàng biết thằng này là đâu bảo Bảnh. Địt cân mẹ mày, không có một video cho mọi người xem nhá. Chặt đầu mày đi. Địt mẹ mày, Bảnh nói Bảnh không bao giờ nói sai luôn. Địt mẹ mày cho Bảnh biết Bảnh mạnh như nào luôn. Chứ Bảnh không phải là địt mẹ mày như mấy cái thằng giang hồ mõm. Bảnh không phải như mà địt mẹ mày một số anh em địt mẹ mày lên mạng lên YouTube chỉ chửi bới đi đâu. Địt mẹ con người Bảnh nó khác. Địt mẹ mày thằng tên con này. Đầu xuân năm mới mày bảo tóc bố mày như lâu lâu. Địt con mẹ mày nóng hết cả người luôn. Địt cụ mày. Mọi người thấy Bảnh lên livestream hay gì Bảnh địt toàn gửi gắm những lời yêu thương đến mọi người ý. Toàn những cái lời vui vẻ, toàn những cái lời chúc chức chào nhau vui vẻ, chứ có phải là bao giờ Bảnh chửi nhau hay là gì như một số thành phần đâu, mà nó cứ nó vào mùng ba Tết Bảnh lên Bảnh chúc Tết nó lại bảo nhìn tóc Bảnh như lồng lồn buồn lão thật. Số điện thoại cái thứ chưa lưu hết rồi. Còn lợn này nhá, nếu mà còn xem livestream nhá tí gọi điện cho anh Tha nhá, mấy tuần anh nhìn là số điện thoại mày tuần anh nhá. Còn nếu mà mày mà biết anh đang như này nhá mà mày không gọi điện cho anh nhá, mày con ông trời nhá, mày là ông trời luôn ở cái đất Lào nhá, anh cho mày biết luôn. Thank you mọi người nhá. Bảnh cũng chúc tất cả 6k người đang xem khá Bảnh livestream một năm mới là ai cũng phải sức khỏe là chủ yếu, luôn luôn mạnh khỏe này, vui vẻ hạnh phúc trong gia đình và tình yêu. Tài lộc thì đến với lại mọi người đầy nhà, an khang thịnh vượng mọi người nhá. Ở đây những ai 6k người đang xem, những ai mà quý mến Bảnh, yêu mến Bảnh thì là chia sẻ cái livestream này về. Vì ra vì cái livestream này của Bảnh là gửi đến những người mà muốn, những người mà yêu mến Bảnh thật sự, những người mà muốn được Bảnh chúc, mà những người mà muốn được chúc Bảnh nhưng không có số điện thoại, thì hôm nay bọn mình có fan xin đọc thằng Trần Thanh Tài đấy. Fan thì Trần Kim thế này đâu có fan xin đọc. Làm gì cái này phải để anh xử lý em ạ. Cảm ơn em số điện thoại thu ấy 06463 nhé. Cái này để anh xử lý. Những mùa anh xử lý đơn giản mà.